sẽ thi đấu theo hình thức là 1-1. Vẫn sẽ có 4 bài hát. Nhiệm vụ của từng người chơi trong mỗi đội là thi đấu đối kháng với nhau và đoán xem tên bài hát đó là bài hát gì. Riêng ở 3 bài đầu tiên, nếu đoán đúng sẽ dành về cho đội mình là 2 điểm. Bài hát thứ 4 sẽ dành cho người nào được cả đội tin tưởng giao phó trọng trách này. Bởi vì bài hát thứ 4 này là bài hát vô cùng quan trọng. Nếu người chơi trong đội nào thấp điểm hơn mà chiến thắng tại bài hát thứ 4 này sẽ được một đặc quyền, đó chính là sang bằng số điểm của hai đội. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bàn luận xem đội anh Hùng Thuận là đội đang có điểm số thấp hơn, vì thế anh sẽ được một quyền duy nhất ở bài hát đầu tiên chỉ định xem anh sẽ muốn đấu với ai là người đầu tiên bên đội Trúc Diễm. Thôi Hiệp đấu với Trúc Diễm đi. Rồi hai doanh nhân thành đạt đấu với nhau. Bài hát đầu tiên bắt đầu. Những chuông luôn ạ, biết là những chuông luôn. Những chuông. 5 4 3 2 1 hết thời gian. Bản tình ca đầu tiên chính xác. Lượt đấu đầu tiên đội của anh Hùng Thuận nhận được. Hay. Xin mời lượt đấu thứ hai của ai ạ? Là anh. Anh Bá Thắng. Và bên đây cử ra ai ạ? Vân Trang. Vân Trang. Rồi chơi luôn đi. Bài hát tiếp theo bắt đầu. Khi người trao niềm tin. 5 4 sao bài cho tôi. Đáp án chính xác. Người cả toàn mãi cho bạn cho tôi. Tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Tới tôi. Đúng. Tới tôi. Mai Phương. Và bên đây anh Hiếu à. Ngon lành canh đào. Bài hát bắt đầu. Đáp án chính xác. Số điểm tạm thời của hai đội như sau. Đội Trúc Diễm là 44 điểm. Đội anh Hùng Thuận là 43 điểm. Bây giờ hai đội đang rất là nôn nao. Hãy cùng Huy nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Cao Thủ Đấu Nhạc. Và đây là bài hát cuối cùng tại vòng 5. Bài hát đặc biệt nhất này sẽ dành cho hai thành viên còn lại, anh Hùng Thuận và Hữu Tính. Hãy xem. Bên kia ngon hơn. Bài hát bắt đầu. 5 Tình yêu tôi hát. 4 Tình yêu tôi hát là đáp án chính xác. Chính xác. Bây giờ chưa có nghe được cái lời nữa. Vì mới có nghe cái bình đen. Bây giờ đi mua vé bay qua Hàn Quốc nha. Số điểm cuối cùng sau 5 vòng thi của hai đội như sau. Đội của Trúc Diễm là 46 điểm. Anh Hồng Thuận là 43 điểm. Như vậy ở lại mạnh giỡn nha mấy đứa. Ủa thì lên nhảy rồi có gì đâu. Nhảy cho vui thôi.